gì đâu mà trời giờ sáng giờ mà gần Tết nhất cái nơi mà không có một người khách luôn trời. Quá trời gì quán đâu mà dính gì ta. Nắng dữ vậy trời. Quá trời oi bức rồi. Để kiếm cái gì vậy? Như có quán nước gì đó. À, chạy chạy chạy. Ngồi ghế chạy. Chị uống gì chị? Anh cho hỏi đây có bánh kem không anh? Dạ có chị, em có kem ly nè, kem ký kem này đủ, đầy đủ gì, ăn kem gì vậy? Còn kem gì khác ngoài hai kem đó không? Có kem chuối vậy? Ừ. Không, kem kia kìa. Kem kia là kem gì vậy? Kem chống nắng hả anh? Ủa, kem chống nắng? Trời bữa nay nắng quá trời, nâu đen hết trơn. Đâu có chị, em đâu có ăn kem chống nắng vậy? À giỡn hoài chị ơi, bây giờ chị uống gì chị nói đi em làm nè. Giỡn nhanh xíu thôi. Em hả vậy? Trời nắng quá, bởi vì anh có nước không cho em chai nước dưỡng cho mát mát à. Em đầy đủ nước hết trơn chị. Em đầy đủ hết. Coca Cola là đầy đủ hết trơn. Trời trời ơi. Thôi nắng quá. Cho em đại hai lốc nước gì cũng được đi. À lốc nước hả chị? Dạ đợi em cái chị. Ô bằng tay này ế quá trễ rồi. Hên gặp khách. Chém luôn. Bữa này phải chém kiếm tiền lại mới được. Hai lốc nước hả? Hai lốc nước thì không? Vô bánh luôn rồi. Tôi dễ quá. Cái ông này kêu hai lốc nước mà cũng lâu nữa. Chị không cảm em đi chị. Đây là chị, hai lốc nước của chị nè chị. Đó. Nước này cũng là bao mát nha. Trời ơi. Trời ơi. C2 vào cụm rồi ha. Nói chung là uống là rất là mát chị. Công nhận, cảm ơn anh nha. Dạ. Anh đây có trà đá không? Dạ có chị. Cho em ly trà đá trước đi. Ly trà đá là vậy. Rồi uống trà đá trước đi. Trời ơi, giờ này mà nắng một cái hai chị uống ly trà đá vô ha, mát liền chị. Cảm ơn anh nha. Trời dạ. Ơi, quán gì mà cái gì cũng có vậy trời. Em cũng đủ rồi đó cùng bạn. Khách lộ cái lắm chị. Trà khác anh nha. Trà đá ngon ghê trà, anh. Trà em nói chung em ở đây em bán là trà chất lượng vậy. Em bán là có tâm lắm. Quá trời cảm ơn anh, là quý quá. Dạ. À vậy thôi em về nha. Anh có cái bọc không? Có cái bọc cho em cái bọc đi. Có chị đại đi. Chị. Chị không cảm em đi, tại vì em hết bọc bự rồi chị. Trời ơi. Cái quán gì nãy mới nói cái gì cũng có mà giờ bọc cũng có anh. Tại vì bọc không giờ em định cho khách hết trơn chị, ai cũng xin đem về á. Thôi. Trời ơi, chút ra ngoài mua cũng được nữa. Dạ. Thôi em về nha. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Trời ơi, hai lúc nước. Cảm ơn quý quá trời luôn. Ủa, chị về làm gì giờ chị? Thì em về, nãy anh nói cho em hai lúc nước rồi mà. Chị cho trả tiền gì vậy? Trả tiền gì anh? Sao trả tiền hồi nãy? Em nói là cho hai lúc nước. Anh đem ra rồi anh đồng ý cho còn gì. Ủa, nữa. Tôi cho nào? Rồi. Đây nè. Mày sao cái điện thoại của cuộn ghi âm đây nè. Đây nè. Nè anh nghe rõ nha. Cho em đại hai lúc nước gì cũng được đi. Hai lúc nước ở đây. Đó được. Dạ đại đi. Sao đó được. Vậy nha. Ủa cảm ơn anh nhiều. Chạy lúc nước. Im quá im. Bà bán ấy, trời không có khách này giờ bán rồi ra gặp khách mới mừng. Không kém đâu, giờ nó chơi mình chỗ này nó chơi. Thôi. Dẹp bán vô nghỉ luôn, muốn gặp khách chứ là chết luôn á.